24 giờ đồng hồ lại trôi qua và chúng ta lại gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc 9 giờ sáng hàng ngày với bản tin Arsenal. Ngày hôm qua của các bạn thế nào? Hãy chia sẻ với mình ở phần comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, cùng đến nghe với những tin tức của ngày hôm nay thôi nào. À quên, hãy ấn like cho video này, video ấy chứng tỏ bạn yêu quý chúng tôi. Và quan trọng hơn hết là YouTube họ thích như vậy. Cảm ơn các bạn. Trong quá trình thanh lọc đội hình, kỳ chuyển nhượng tháng riêng vừa qua, Arsenal đã chia tay bộ đôi hậu vệ Mustafi cùng với Socrates. Mặc dù vậy, họ vẫn muốn tiếp tục giải phóng không gian nơi hàng phòng ngự bằng việc xem xét nghiêm túc tương lai của những David Luiz hay Calum Chambers vào cuối mùa giải, qua đó tạo tiền đề cho kế hoạch tuyển dụng những gương mặt mới, giàu tiềm năng hơn. Theo nguồn tin từ Evening Standard, trước mắt huấn luyện viên Mikel Arteta cùng với các cộng sự đang cân nhắc chiêu mộ thêm một trung vệ chất lượng nhằm cung cấp thêm sự cạnh tranh cho bộ ba Gabriel Magalhaes, Pablo Mari và Rob Holding. Và sau quãng thời gian tìm kiếm, họ đã quyết định hướng tầm ngắm đến ngôi sao thuộc bên chế RB Leipzig, Ibrahima Konate. Sau những màn trình diễn ấn tượng kể từ khi gia nhập đoàn quân huấn luyện viên Julian Nagelsmann, cầu thủ được định giá 35 triệu euro nổi lên như một trong những trung vệ trẻ giàu tiềm năng phát triển bậc nhất Bundesliga. Konate sở hữu hầu hết các tố chất dành cho một đá tảng hàng đầu. Và chính vì vậy, phía Arsenal hạ quyết tâm chiêu mộ anh vào phiên chợ hè năm nay để tránh sự cạnh tranh từ các đội bóng khác. Theo nguồn tin từ Italia, Arsenal đã nhắm tiền đạo Andre Silva thuộc bên chế Eintracht Frankfurt vào mùa hè này, trong kế hoạch thay thế Alexander Lacazette. Lacazette dường như đã không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta tại St Emirates. Tiền đạo người Pháp đóng góp 59 bàn thắng sau 157 trận đấu cùng Arsenal khi anh cập bến đội bóng thành London từ Lyon vào năm 2017. Lacazette luôn là sự lựa chọn thứ hai trên hàng công pháo thủ sau chân sút số 1 Emerick Aubameyang. Song song với đó, Arteta mong muốn sở hữu một tiền đạo thực sự đẳng cấp để hiện thực hóa kế hoạch giúp Arsenal quay trở lại sân chơi Champions League. Cựu tiền đạo AC Milan, Andre Silva đã là vào tầm ngắm của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Chân sút người Bồ Đào Nha đang đạt phong độ cực cao tại Bundesliga mùa này. Anh sở hữu 19 bàn thắng, 2 đường kiến tạo sau 21 trận đấu trong màu Eintracht Frankfurt. Để sở hữu thành công tiền đạo 25 tuổi, Arsenal sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Man United trong bối cảnh Quỷ Đỏ đang tìm kiếm một chân sút đẳng cấp khi thị trường chuyển nhượng hè 2021 mở cửa. Ở chiều ngược lại, Juventus sẽ là biến đỗ khả thi với Lacazette nếu anh rời khỏi St Emirates trong mùa hè này. Chân sút người Pháp từ lâu đã lọt vào mắt xanh của nhà đương kim vô địch Serie A. Bên cạnh tài năng, mức phí chuyển nhượng vừa tầm là điểm cộng của Lacazette trong mắt ban tuyển trạch lão phu nhân. Dưới triều đại của huấn luyện viên Mikel Arteta, sau quãng thời gian khủng hoảng thì có thể thấy Arsenal đang dần đạt được những bước đi tích cực. Dù vậy, hiển nhiên pháo thủ vẫn cần thêm những tân binh chất lượng để có thể khả năng cạnh tranh những danh hiệu và trong cuộc đua top 4. Theo tiết lộ mới nhất từ Arteta, dù đã chuẩn bị sẵn cho phiên chợ hè, nhưng kỳ chuyển nhượng của Arsenal vẫn còn phụ thuộc vào thành tích mà họ đạt được vào cuối mùa. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Burnley vào cuối tuần này, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng ta hãy cùng chờ xem, chúng tôi đang lên kế hoạch cho những gì xảy ra vào mùa hè. Nó sẽ phụ thuộc vào việc chúng tôi kết thúc mùa giải như thế nào, ở vị trí nào. Tôi nghĩ, những gì chúng tôi phải trải qua trong 12 tháng vừa rồi là điều chưa từng có đối với một câu lạc bộ tầm cỡ như thế này. Số lượng bản hợp đồng mà chúng tôi thực hiện cho thấy vị thế mà đội đang ở. Tôi nghĩ nó là rất cần thiết. Và nếu bạn muốn cải thiện đội hình, bạn sẽ thực hiện việc chuyển nhượng, chiêu mộ các cầu thủ từ bên ngoài để đưa câu lạc bộ đi đến cấp độ tiếp theo. Mọi thứ đã được lên kế hoạch và hãy cùng chờ xem thị trường chuyển nhượng có thể mang đến những gì, cũng như diễn biến trong vài tháng qua có thể mang lại điều gì cho câu lạc bộ. Tôi chỉ muốn nói với các bạn là hãy để thời gian trả lời." Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên, chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.